không phấp phới cờ hoa, cũng chẳng còn những màn chống hội rộn rã. Lễ hội Đình Bái Ân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội năm nay chỉ tổ chức phần lễ với sự tham gia của các cụ cao niên trong làng. Các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cũng được thực hiện nghiêm. Ban tổ chức chúng tôi có yêu cầu nhân dân ra lễ thánh thì vẫn phải chấp hành 5K, đeo khẩu trang, tay sát khuẩn và giữ khoảng cách. Mọi người vào lễ là không tập trung đông mà phân nhau ra đi từng đợt một để vào lễ thánh, vừa đảm bảo ngày hội của làng mà vẫn đảm bảo được chống phòng dịch được tốt. Tuy không có sự rộn ràng, tươi vui như mọi năm, nhưng người dân đều rất phấn khởi với việc lễ hội được tổ chức trở lại sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Hôm nay là bọn tôi rất vui, dịch đã được khống chế. Chúng tôi người dân của làng về để dự hội, thực hiện đúng nội quy của đình là đeo khẩu trang và rửa tay diệt khuẩn. Tuy là giãn cách xã hội thì đã được mở rộng nhưng mà chúng tôi vẫn cố gắng thực hiện tốt hơn những ngày thường để đảm bảo cho dịch bệnh không thể phát triển trong nhân dân chúng ta. Dù tình hình dịch bệnh đã phần nào được kiểm soát, nhưng việc tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch là điều cần thiết, vừa đảm bảo an toàn cho bản thân, vừa thiết thực chung tay cùng cả nước thực hiện mục tiêu kép.